dày, 10 năm cũng khỏi, hoàn toàn nhờ một nắm lá rẻ tiền như thế này ạ. 100 người thì 99 người là thành công mỹ mãn với nó ạ. Lá tía tô là cứu tinh những người bị đau dạ dày. Lá tía tô được dùng như là một gia vị giúp cho thức ăn của chúng ta được ngon hơn. Theo nghiên cứu thì lá tía tô này nó có tính ấm, vị cay rất là tốt cho đường tiêu hóa của mình, đặc biệt là bệnh dạ dày, giúp chống viêm, làm lành nhanh những vết tổn thương ở dạ dày. Đồng thời, nó còn làm giảm tiết dịch vị axit tiết ra trong dạ dày của chúng ta. Đây là một cái phương pháp dễ thực hiện tại nhà của mình, chi phí rất là tiết kiệm luôn, mà vẫn mang lại cái hiệu quả rất là cao cho mình ạ. Trong cái lá tía tô, nó có chứa một cái lượng chất glucose và tamin. Hai cái hoạt chất này nó sẽ có tác dụng là chống viêm, làm lành nhanh những vết tổn thương trong dạ dày của chúng ta, cũng như những vết loét, vết sẹo rất là hiệu quả luôn ạ. Đồng thời nó còn giúp cho chúng ta giảm tiết dịch vị axit trong dạ dày của chúng ta, từ đó nó sẽ làm giảm được áp lực lên cái dạ dày và giúp cho dạ dày của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn, làm giảm nhanh chóng tất cả những cái triệu chứng ợ hơi, ợ nóng, lưỡi trắng, đắng miệng, hôi miệng, nhiệt miệng, chảy máu chân răng, viêm liếu lợi của mình ạ. Đờm nhầy vướng mắc ở cái cổ họng thường xuyên, nuốt nghẹn, nuốt vướng, khó thở, đau tức ngực, đau tức ở vùng thượng vị, tim thì đập nhanh, đánh trống ở trong lồng ngực ạ. Nên được rất là nhiều người tin tưởng và sử dụng. Cách làm thì nó vô cùng là đơn giản như sau. Các bác chỉ cần chuẩn bị cho em là 10g cái lá tía tô như thế này và 500ml nước lọc thôi. Mình rửa thật là sạch lá tía tô và ngâm qua nước muối loãng khoảng 5 phút, sau đó mình vớt ra. Mình cho cái lá tía tô này vào một cái cối giã nát ra, hoặc là cho vào cái máy xay sinh tố xay cho thật là nhỏ ạ. Cho tất cả hỗn hợp này vào một cái nồi, mình đun cho thật là sôi. Sau đó mình vặn nhỏ lửa lại, nấu thêm vào khoảng 5 phút nữa. Sau đó mình tắt bếp để nguội, chắt lọc qua dây, lấy cái nước cốt của nó ạ. Mỗi một lần là các bác uống cho em một cái bát lá tía tô như vậy ạ. Mình chia ra làm 2 lần, uống vào trước khi ăn trưa và trước khi ăn tối ạ. Các bác kiên trì sử dụng thường xuyên và đều đặn cho em để có một cái hiệu quả cao nhất các bác ạ. Cái bài thuốc này thì nó cực kỳ là nhạy đối với những bác nào đang bị vấn đề về tròng dạ dày, viêm loét dạ dày, xương huyết dạ dày, viêm bờ cong lớn, viêm bờ cong nhỏ, viêm hang vị dạ dày. Bác nào mà mình đang bị thì áp dụng ngay và luôn cho em Thư ạ. Em Thư chúc tất cả các bác nhà mình có thật là nhiều sức khỏe ạ.